Công trình nước sạch tập trung cấp nước cho người dân tại thôn 4 xã Gia Rờ Vê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Với vốn đầu tư khoảng 2 tỷ đồng, công trình đang vận hành ổn định, góp phần giúp cho hơn 70 hộ dân ở đây có đủ nước sinh hoạt trong mùa khô hạn. Tôi là những người dân từ Bến Tre lên đây là 21 năm rồi. Cho nên nói chung nước thì dùng đất thì người ta cần rất dữ dội lắm. Ở đây thì có số hộ người ta làm được nước mưa, nước giếng thêm nước khoan, nhưng mà nó cũng không đủ để mà phục vụ. Nhưng mà từ khi mà đã được cái sự quan tâm của đảng nhà nước có các cấp hỗ trợ về cho cái thôn 4, cái thôn 4 này có được cái nhà máy nước sạch của năm 2001, thì cái sự cái vui mừng của những người dân người ta phấn khởi rất dữ dội sau khi cái nước sạch. Dù được đầu tư hàng tỷ đồng, nhưng có một thời gian, công trình cấp nước này cũng bị dừng hoạt động tạm thời vì không có người vận hành và không đủ kinh phí để duy trì hoạt động. Trước thực tế đó, chính quyền đã bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương để khắc phục sự cố, đưa công trình hoạt động trở lại, giúp bà con vượt qua khó khăn về thiếu nước sinh hoạt trong những tháng khô hạn. Có một giai đoạn là gián đoạn về cái quá trình là sử dụng nước. Thì đến nay thì cấp ủy chính quyền địa phương đã báo cáo huyện, thì huyện đã hỗ trợ một phần kinh phí và địa phương cũng dùng một phần từ ngân sách của địa phương tiến hành duy tu bảo dưỡng và cho vận hành trở lại, đảm bảo nước sinh hoạt cho khoảng 140 hộ. Hiện toàn tỉnh Đắk Lắk có 215 công trình nước sạch nông thôn tập trung, cung cấp nước cho hơn 77.300 hộ dân. Tổng mức đầu tư cho các công trình này là trên 750 tỷ đồng. Nhờ đó, hơn 95% người dân vùng nông thôn tỉnh Đắk Lắk được tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh.